Một con cá voi khổng lồ bị dây xích quấn chặt trên biển. Nó vì ăn nhầm ngư dân ở đây nên bị quốc vương trừng phạt. Nó đã bị trói ở đây 500 năm rồi. Đến nay trên cơ thể đã hình thành một hòn đảo nhỏ. Sự tra tấn dày vò không cùng khiến nó ngày nào cũng rơi nước mắt. Cho đến một ngày, một người đàn ông vừa hay đi qua quyết định sẽ giải cứu nó. Và hành vi này đã đắc tội với quốc vương, nhưng anh liền nói mình sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc này thay cho chú cá voi khổng lồ. Người đàn ông tên là John, là con trai của một chủ nông trại. Vài ngày trước anh cứu được một con bạch mã dưới hồ. Ai ngờ đến ngày hôm sau con bạch mã đó lại biến thành một chú lừa biết nói chuyện. Để bày tỏ lòng biết ơn, nó còn mang đến hai con ngựa cực quý hơn nữa. Còn nguyện đi theo John, nhưng anh chưa kịp vui mừng thì rắc rối đã đến. Tối qua bạch mã đã dẫm nát ruộng lúa dẫn đến tổn thất lớn cho chủ nông trại. Để bù đắp cho sai sót của mình, John cưỡi chú lừa định dùng hai con ngựa quý kia để đổi lấy số lương thực đã mất. Tiếp theo đó, John đi về phía vương quốc. Vừa bước vào thành, anh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, thậm chí còn có người nguyện bỏ ra số tiền lớn để mua ngựa quý. Và cảnh này vừa hay bị quốc vương đứng cách đó không xa nhìn thấy. Quốc vương nổi tiếng là người ham của ngon vật lạ, hai con ngựa quý đương nhiên sẽ bị ông ta thu giữ. John không dám động đến nhà vua, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Chú lừa nhìn ra được sự bất lực của anh, sau đó liền kêu lên một tiếng dài. Hai con ngựa quý liền chạy về phía họ. Quốc vương không cam tâm ngồi xe ngựa đuổi theo, ai ngờ lại đâm phải đống bột mì, đống bột phủ đầy lên mặt và người ông ta. Quốc vương cảm thấy vô cùng xấu hổ liền cố ý làm khó. Nếu John đã có năng lực đến vậy, vậy tại sao không đến hang ổ bắt Phượng Hoàng Lửa? Phượng Hoàng Lửa phóng hỏa giết người, nếu có thể tiêu diệt được nó, quốc vương sẽ phong John làm anh hùng. John không còn cách nào khác, chỉ đành đi về phía ốc đảo. May mà chú lừa thông minh nói Phượng Hoàng Lửa thích ăn nhất là quả thông. Quả nhiên chỉ một lát sau, mặt đất rung chuyển, một con Phượng Hoàng Lửa hồng bao quanh lao ra khỏi cát, bắt lấy quả thông ném lên trời, sau đó há to miệng đớp lấy. Xem ra nó thực sự thích ăn quả thông, vui vẻ ăn hết từng quả một. Đột nhiên Phượng Hoàng Lửa trở nên choáng váng, chỉ vài giây sau đã ngã xuống đất. Hóa ra John sớm đã bỏ thuốc mê vào trong quả thông, giờ xem như đã bắt được Phượng Hoàng Lửa rồi. Chính vào lúc anh đang vô cùng vui mừng, một cái chân chim thò từ phía sau đến. Trên sa mạc có một ốc đảo, truyền thuyết kể rằng trong đó có một con Phượng Hoàng Lửa ác độc. John bị quốc vương trừng phạt, ép anh phải đến đây diệt trừ nó. Buổi tối Phượng Hoàng Lửa ăn quả thông, nó không hề hay biết trong đó có thuốc mê. Phượng Hoàng Lửa nổi giận, lập tức đuổi theo John, và đương nhiên anh không thể chạy thắng được loài chim. May mà lúc này chú lừa xuất hiện đánh nuôi con Phượng Hoàng, nhưng chính lúc này nó đã hoàn toàn phẫn nộ. Phượng Hoàng Lửa vẫy cánh, một ngọn lửa dữ dội bùng lên đốt chạy toàn bộ ốc đảo. Chính vào khoảnh khắc sinh tử, John nghĩ ra kế, anh ném quả thông về phía con Phượng Hoàng. Nó đương nhiên há miếng nuốt trọn quả thông, sau đó thuốc mê phát huy tác dụng, Phượng Hoàng Lửa cứ thế chìm dần vào trong hồ. Cứ như vậy John thành công bắt được Phượng Hoàng Lửa, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của nó, John tốt bụng liền cởi bỏ dây xích, Phượng Hoàng Lửa vẫy cánh bay lên trời cao, một lần nữa lấy lại được tự do, nó còn để lại một sợi lông vũ để John lấy đó làm chứng cứ. Nhưng sau khi về đến hoàng cung, thấy John trở về tay không, quốc vương liền cho người áp giải anh lên đài chém đầu. John lớn tiếng biện minh nói mình đã dạy dỗ huấn luyện lại con Phượng Hoàng, nếu không tin, trong tay anh có sợi lông vũ của nó làm chứng cứ. Nhưng lúc này sợi lông vũ đã mất đi ánh sáng lấp lánh, nhìn chỉ giống như một sợi lông gà, quốc vương không nghe, hạ lệnh hành hình. Chính vào lúc này, chiếc lông vũ trên đất đột nhiên có sự thay đổi, ánh lửa từ trên không trung lập tức xuất hiện, chính là Phượng Hoàng Lửa. Nó cảm nhận được John đang gặp nguy hiểm nên bay đến đây. Sau khi lượn vài vòng trên không trung, cuối cùng nó đứng lại trên đỉnh tháp. Người dân nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc kèm theo phấn khích mà hét lớn John chính là anh hùng. Quốc vương thấy mọi chuyện không ổn, lập tức bước lên phong quan cho John, tuy nhiên ông ta không hề có ý định bỏ qua cho anh. Sau đó liền hạ lệnh cho John đi đến nơi lạnh nhất phía Bắc, nơi đó có một tòa lâu đài tuyết, trong đó có một nàng công chúa. Quốc vương yêu cầu John giúp mình đi hòa giải, anh một lần nữa bị ép phải lên đường. Một người một nửa đi đến cổng tòa lâu đài, thấy cổng thành không có ai, John không chút để phòng định đi qua nhưng đầu đã đập ngay vào tấm chắn bảo vệ vô hình. Hóa ra đây là một bức tường ma thuật, lúc này sợi lông của Phượng Hoàng Lửa bay ra, xuyên qua bức tường ma thuật, một giây sau cánh cổng đã tan thành nước cuốn trôi chú lửa nhỏ. John bước từng bước vào trong tòa lâu đài, tìm thấy công chúa đang say giấc nồng. Nhưng sau khi công chúa nghe thấy John nói quốc vương là một chàng trai trẻ trung giàu có liền lập tức đứng dậy đi cùng John. Nhưng tòa lâu đài cao thế này, làm sao để trèo xuống đây? Công chủ đột nhiên nổi nóng, kéo theo John trực tiếp nhảy xuống dưới. May mắn chú lừa nhìn thấy liền bay xuống cùng hai người. Trên người chú lừa phút chốc đã mọc ra một đôi cánh, đỡ được hai người đáp xuống an toàn. Sau đó, John thành công đưa công chúa quay về hoàng cung nhưng tên quốc vương xấu tính vẫn không chịu buông tha. Ông ta nói trên vùng biển phía đông có một con cá voi khổng lồ phạm tội. Chú cá voi khổng lồ này vì nhầm lẫn đã ăn thịt ngư dân trong vùng mà bị trói tại chỗ đã 500 năm nhưng quốc vương không hề có ý định buông tha mà ông ta còn phái John đến tiêu diệt nó. Nhìn ánh mắt đau khổ của con cá voi, John không thể nhẫn tâm đứng nhìn, quyết định sẽ cứu nó. Anh cưỡi chú lừa bay qua lỗ mũi chui vào trong người con cá voi, cơ thể của nó vô cùng lấp lánh giống như những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Chú lừa cẩn thận vẫy cánh tiếp xúc với phần bên trong của mũi cá voi. Cá voi khổng lồ bị chọc vào mũi rất muốn hắt xì hơi. Nó từ từ nâng người kéo căng đống dây xích, tiếp theo phun nước lên trời, cả người cả lừa đều bay ra. Sau đó hàng mấy chục chiếc thuyền của ngư dân cũng bơi ra từ miệng con cá voi. Hóa ra nơi này vốn dĩ là địa phận của con cá voi, là người dân nhầm lẫn tiến vào địa bàn của nó. Sau đó John trèo lên bờ biển, một con cua tặng anh một chiếc nhẫn, là món quà con cá voi tặng anh thay cho lời cảm ơn. Lần này John đã chính thức trở thành vị anh hùng thực thụ, nhận được sự yêu thương của nhân dân nhưng trong lòng của John vẫn luôn vấn vương về công chúa.
hóa ra công chúa bị quốc vương nhốt lại. Tên đàn ông vừa già vừa xấu tính này, công chúa còn lâu mới thèm gả cho ông ta, John mới là bạch mã hoàng tử của cô. Quốc vương vì quá tức giận nên đã ra lệnh nhốt cô lại. John lén đến trước cửa sổ phòng ngủ của công chúa, ai ngờ cảnh này vừa hay bị một viên đại thần nhìn thấy, sau đó ông ta ra lệnh bắt lấy John. Ngày hôm sau John sẽ phải nhận phán quyết, quốc vương cho người mang đến 3 cái nồi, trong đó có 2 cái đã bị đun sôi, còn 1 cái là nước lạnh như băng. Nếu John có thể nhảy vào được 3 cái nồi này vậy quốc vương sẽ chấp nhận anh là một vị anh hùng. John biết lần này lành ít dữ nhiều, sau khi bày tỏ tấm lòng với công chúa, anh bị quốc vương đẩy vào nồi. Công chúa thấy không ổn lập tức tháo nhẫn xuống cứu được John thoát được cái nồi đầu tiên. Tiếp theo đó John nhảy vào trong nồi băng, lập tức đóng băng. Lúc này phượng hoàng lửa bay trên cao kêu lên một tiếng, một sợi lông vũ bay thẳng xuống dưới, băng đá lập tức tan chảy. John thành công vượt qua được nồi thứ 2, tiếp tục nhảy sang nồi nước sôi thứ 3, nhiệt độ trong này đã vượt trên 1000 độ C, người bình thường chỉ cần vừa tiếp xúc chắc chắn sẽ bị nấu chín, những người bên dưới đều cảm thấy lần này John chết chắc rồi, đến công chúa cũng bật khóc nức nở. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng, một bông hoa bồ công anh từ từ rơi xuống, hóa ra chính vào ban nãy, chú lừa đã chạy đến tận cùng thế giới tìm được bông hoa bồ công anh thần có khả năng hồi sinh này. John từ từ bay ra khỏi nồi nước sôi, giống như thiên sứ hạ trần, người dân mừng rỡ hò hét, hô vang John mới là chân mệnh thiên tử. Quốc vương thấy vậy dường như phát điên, nói mình cũng sẽ thử, và kết quả. Sau đó một quả bong bóng khổng lồ bay lên mang theo tên quốc vương xấu tính nhỏ mọn kia đi. John dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của người dân và sự hỗ trợ tinh thần của công chúa đã trở thành quốc vương kế nhiệm, hai người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Được rồi, câu chuyện hôm nay nói đến đây thôi, nhớ like và follow tôi nhé, lần sau sẽ giới thiệu đến mọi người những bộ phim hay hơn. Bye bye!